Với video clip hôm trước thì mình đã giới thiệu ở trên đỉnh Phan Xipang, thì bây giờ mình sẽ trở lại khách sạn Emporia để nghỉ ngơi và chọn những cái cảnh phòng khách sạn. Đây là một cái khách sạn được một cái nhà thiết kế người Mỹ rất là nổi tiếng, đó là ông Bill Bensley. Ông này thì xuất thân từ một nhà thiết kế cảnh quan, sau đó thì ông làm rất là nhiều cái dự án khách sạn cao cấp. Ông cũng là một cái người họa sĩ nữa, cho nên là ông giải quyết cái không gian cũng như là những cái chi tiết rất là tinh tế, rất là đẹp. Đó thì là cái khu giống cái khu vực Sapa của mình cũng vậy, nó là cái khu vực lạnh, cho nên là bác lấy cái tên cái chai rượu đấy để đặt cho nó cái cây tre này á mọi người, đây là cái cây tre nguyên bản từ 6 năm trước đấy, là bọn em không có động một cái hóa chất hay là một cái gì vào nó đâu ạ, nó giữ nguyên từ lúc xanh và đến bây giờ và nó không rụng một cái lá nào, vì là trong ngày thì nó cũng hơi kín gió, nó không có tác động của gió nên là nó không rụng cái nào. Chứ cái này là rất rụng. Trừ khi là ai là vui vui là dưng dưng. Ông này thì cũng thiết kế luôn những cái khách sạn đẹp bậc nhất Việt Nam, giống như là Marriott ở Phú Quốc, Intercontinental ở Đà Nẵng. Đây, không gian rất là đẹp. Ở đây nó rất là phù hợp với quay phim. Nó có trước, có sau, có lớp ngang cảnh tuyệt vời. Ở Phú Quốc này, ở Đà Nẵng thì là cái Intercon. Rồi ở Hà Nội gần đây nhất là cái Capella ấy ạ. Đúng là một tay bác này hết ạ. Nó có một cái điểm chung là bác này thì bác thích cái phong cách Pháp. Nên là đi đâu thì bác ấy cũng đem. Bác này thì lại là người Mỹ anh ạ. Mỹ, sinh ra ở California. Nhưng mà vì bác này là có cái tâm hồn yêu nghệ thuật rồi yêu tất cả những cái thứ khác lạ. Xong lại thích đi du lịch nữa. Hà Nội và thích ăn đồ Bắc gì đó. Quá đẹp. Khi tới mỗi một cái địa điểm như vậy thì chúng tôi đều được nhân viên của Sun Group hay những cái khách sạn họ hướng dẫn rất là tỉ mỉ và họ giải thích rất là hay. Đây là một cái nhà hàng nữa của Am Gallery. Đây là cái concept thời trang. Ở đâu khách sạn cũng có những cái thiết kế mang cái tính thời trang, mang một cái tính nhà may. Hay, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thăm các phòng khách sạn. Mỗi một tầng thì đều có một concept, một cái ý tưởng, một cái nội dung, một cái câu chuyện khác nhau. Đây, những cái bức vẽ này thì cũng của cái ông nhà thiết kế, ông vẽ. Là cái yếu tố Pháp, là cái kiến trúc của Pháp. Và cái cuối cùng là những cái nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây. Chính vì thế nên là ở các không gian, ví dụ trong phòng hay là các không gian công cộng như lúc nãy mình nói á, mình đi qua á, đây. Và bây giờ chúng ta vào cái phòng tổng thống đấy. Cái phòng này ở phòng to nhất của khách sạn Am Gallery. Với cái phòng này giá cả cũng không quá mắc đâu, khoảng mấy chục triệu một đêm. Mấy chục triệu thì nghe ghê, nhưng mà nếu các bạn tới đây thì thấy rất là xứng đáng. Và so với các phòng tổng thống của các khách sạn 5 sao khác thì ở đây rẻ hơn nhiều. Em đi đen thì tự nhiên trong phòng tắm có ăn với em chưa? Trong phòng tắm hư cái đây phòng tắm, lại bên phòng tắm của tổng thống nè, của phòng tắm quá đẹp. Rồi để mình vô đi mình. Thì phòng này thì lại rất là phù hợp với cả các cặp đôi vừa muốn là có cái chi phí nó phù hợp nhưng vừa đủ lãng mạn. Phòng này thì là em sẽ chạy rơi vào khoảng độ từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu tùy. Ok ha. Vừa phải. Rất là vừa phải ạ. Bởi vì là phòng bọn em thấp nhất là hạng classic thì bọn em sẽ thường chạy ở mức là có ăn sáng không ăn sáng, dao động khoảng độ tầm 3 triệu.
Tụi mình thì cũng hỏi cái cách làm sao để book được cái giá tốt. Thì nghe bạn này nói là một là mình săn ở những cái thời điểm thấp điểm về du lịch, hoặc là thường xuyên xem những cái app du lịch như Agoda rồi Booking. Hoặc có một cách nữa là chúng ta mua một cái thẻ member hệ thống khách sạn Accor thì cũng được giảm giá. 5% thì hiếm nhưng 3% thì em thấy rất là nhiều. Còn đối với cả khách sạn bên em thì nếu như mà để lợi nhất thì khách sẽ nên là đăng ký thẻ hội viên. Thẻ hội viên bọn em có cái chương trình Accor Plus, thì chương trình đó thì giảm giá rất là sâu. Phòng tối đa lên đến 50% tiền phòng lận, và chưa kể là có thêm giảm giá của ăn uống nữa. Thì là nếu như mà hỏi là đặt bên nào mà ấy nhất á, thì em không trả lời chính xác được, bởi vì là hầu như là nó trên bọn em là chạy theo giá kiểu dynamic, mà các hệ thống nó sẽ liên kết với nhau, thì là dù khách có trả giá nào cho nữa thì nó cũng sẽ không chênh nhau là quá là nhiều. Và bọn em có cái chương trình là best guarantee giá nữa, ý là khách sẽ, nếu như khách đã là đặt giá hội viên chẳng hạn, thì là giá hội viên đấy nó sẽ phải là giá rất là ưu đãi, và so sánh với cả các OTA thì nó cũng phải xem với nhau. Đây bây giờ mình sẽ đi xem thêm những cái phòng khác. Đây cô này có dẫn mình đi tới cái spa của khách sạn. Thôi, các spa thì thường sẽ là cái màu gọi là trầm này, màu trung tính, màu gỗ này. Nhưng có duy nhất cái spa này là tiêm nguyên màu trắng. À, thì là trắng như chính xác là như đám mây luôn ạ. Cái màu trắng đẹp kìa. To này luôn. Nếu mà mình dùng dịch vụ bên ngoài á, cái thùng nó chỉ bằng một nửa đấy thôi. Cái thùng tròn nhỏ nhỏ. Dạ. Vâng. Cái này là mình nằm được. Nằm luôn, bơi luôn ạ. Bơi lên. Ở đây có một cái hồ bơi cũng rất là hoành tráng. Trông to này thôi nhà vẫn chưa đủ ạ. Vì là mùa đông á, thì là mùa đông thì em sẽ phải chạy là nhiệt độ nước lúc nào cũng phải ấm. 29 đến 30 độ lận. Vậy cắt đồ đi bơi. Nếu mà chúng ta có thời gian thì ở đây vài ngày, tất nhiên cũng phải có điều kiện nữa, thì sẽ tận hưởng được hết các dịch vụ. Còn nếu mà ở một ngày thì cũng hơi khó để đi hết. Hy vọng đợt sau mình sẽ trở lại cùng với gia đình, có cái thời gian tận hưởng những cái dịch vụ ở đây. Phải nói là quá đẹp và quá tinh tế. Mỗi một cái chuyến đi như vậy nó cũng cho mình học thêm được cái nhiều điều. Đầu tiên là về thẩm mỹ, thứ hai là mình cũng thấy được những cái tầng lớp của xã hội, những cái nơi mà mình đi qua cũng giống như là những cái dịch vụ cao cấp. Phòng nào mà chẳng phù hợp cho cặp đôi nhỉ? Nhưng mà tầng 9 thì không có này ạ. Cái tầng 9 nó không có cái ban công bên ngoài ạ. Wow. Nó không có phòng kiểu giống vậy. Đây, bộ phim này đi tới đâu, đi tới khách sạn nào cũng chọn cái bồn tắm, vì có nhân vật nằm ở trong bồn tắm nhìn ra ngoài. Mình sẽ để cái giá của cái phòng khách sạn ở phía dưới đây, là cái giá thời điểm mình đang đi chọn cảnh. Nếu có quan tâm thì xem thông tin chi tiết ở sau video clip này để có thể liên hệ check giá của cái thời điểm đó. Đây đang là cái phòng mà hôm nay mình ở. Mình rất thích cái view này nha. Cái view này nó nhìn trong nội khu khách sạn, nhưng mà bởi vì cái khách sạn nó quá đẹp, mình nghĩ các cô mà tới đây thì không biết đem bao nhiêu bộ đồ để có thể chụp hết được những cái góc của cái khách sạn này. Quá nhiều góc đẹp. Trong khách sạn thì họ tặng cho khách tới khách sạn trái cây bánh ngọt. Trời ơi, đây có cái cận background hơi bị dữ. Rồi, vậy là chúng ta sẽ tạm biệt những cái cảnh ở Sapa. Sắp tới thì mình sẽ còn chọn cảnh ở Hạ Long và Hà Nội nữa. Sau đó thì sẽ về Phú Quốc. Phải nói là đi làm phim, cái giai đoạn mà mình thích nhất đó là đi chọn cảnh. Bởi vì đi chọn cảnh thì nó nhẹ nhàng hơn, nó vui vẻ hơn. Lúc đi làm phim thì nó rất là cực. Giai đoạn chọn cảnh thì một phim trung bình khoảng độ 3-4 lần. Lần đầu tiên thì là có cái người chuyên đi tìm bối cảnh. Sau đó họ gửi hình về cho đạo diễn và sản xuất.
thì tới đạo diễn sản xuất, giám đốc hình ảnh đi xem trước và chọn những cái cảnh quay mà mình thích, sau đó về lại tính toán về chi phí cũng giống như là cái khả năng sản xuất. Sau khi quyết định thì chúng ta có những trưởng bộ phận lại đi chọn cảnh thêm một lần nữa để xác định góc quay hay là thiết kế làm thêm cái này làm thêm cái kia hay là tổ chức sản xuất như thế nào. Sau đó nữa thì sẽ có một cái cuộc đi nữa trước ngày quay để làm lại chính xác những cái điều đó. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào 20:30 mỗi tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Tuần sau hẹn gặp lại các bạn ở thành phố Hạ Long. Bye bye.